Bạn mình thường nói đùa rằng trên đời này có hai loại người: người thấy cực kỳ kinh khi xem lợn mụn, và những người có thể dành cả ngày chủ nhật chỉ để xem vài video trích mụn. Mình cũng từng xem thử, cảm giác nó sướng khó tả. Nhưng mục đích của bài này là muốn thử triết học về nạn mụn, thử xem tâm tư cuộc đời của bạn có khá lên ngay lập tức nhờ áp dụng những insight từ một thói quen hàng ngày phổ biến nhưng ít được thừa nhận này không. Trong cuốn Flow, nhận thấy ra một trạng thái cực khoái khi mà thỉnh thoảng một số người thuộc đủ thể loại, cơ địa được trải nghiệm và họ coi đó là sung sướng nhất nhì cuộc đời. Bạn có thể đã từng được trải nghiệm sự trôi này khi deep work, cảm giác như đang phiêu, phê, mất ý thức về thời gian, cái tôi bị tan chảy vào trong công việc, đầu óc cực kỳ tập trung nhưng lại không thấy đau hay mệt. Và sau một thời gian nghiên cứu, ông nêu lên được một số tiêu chí để từ đó bạn có thể giúp đưa những công việc bạn đang làm buồn tẻ hàng ngày như đi làm, đi học, đọc sách, học IELTS vào flow. Mình lấy ví dụ về nạn mụn để phân tích cho dễ hiểu và dễ hình dung. 1. Thách thức vừa đủ. Đếm lá đa là một công việc buồn tẻ vì nó quá dễ. Đọc New Yorker cũng là một công việc quá buồn tẻ vì quá nhiều từ mới. Có quá nhiều thử thách, tất nhiên là sẽ gục. Nhưng vấn đề mà mình gặp gần đây hơn của 9X là chẳng có thách thức gì, đời quá bình yên nên họ cảm thấy chán, không khủng hoảng, không áp lực. Ý chí sống nó giống như cơ bụng, sau vài tháng thì nhũn và bèo nhèo hết lại. Without challenge, life has no meaning. Đó là lý do tại sao nhiều người có thể nghiện việc, vì cảm giác họ được thử thách bản thân và còn sướng hơn là cả đi nghỉ ngơi hay an nhàn ngủ nghỉ. Nạn mụn thì khá khớp với khoản này vì nó không dễ và cũng không quá khó. Có những cái mụn phải xoay đủ các góc, phải chích, phải dùng nhíp, kẹp thì mới lấy ra được. Độ điêu luyện nhìn từ ngoài không khác mấy một bác sĩ phẫu thuật. 2. Sướng khi làm, không chỉ khi đạt được mục tiêu. Thuật ngữ của vừa làm vừa sướng, autotelic. Theo gốc Hy Lạp, auto là self, telic là go, nghĩa là bạn làm vì bản thân quá trình đã thấy sướng dâm gian rồi, chứ không phải vì phần sau đó. Đi làm công sở phần lớn là vì thưởng, lương cuối tháng, chứ quá trình làm từ ngày 1 đến ngày 29 hàng tháng thì nhiều người rất ghét. Sex là một hoạt động autotelic vì phần lớn chúng ta sung sướng ngay trong quá trình, chứ không phải là phần thưởng. Bạn sẽ không hoặc khó vào flow nếu từng giây, từng phút bạn làm, bạn căm ghét nó, bạn muốn chửi nó, bạn muốn thoát khỏi nó, tha trả ai đó tiền để người đó làm nó hộ bạn. Nạn mụn dĩ nhiên đáp ứng tiêu chí này, nếu không thì các video đã không đủ views để ăn tiền quảng cáo. 3. Có mục tiêu rõ ràng và feedback. Công việc chán nhất là mình chẳng biết phải làm gì, hoặc gặp phải ông sếp mù đường như bạn vậy. Công việc chán không kém là không có feedback trong hành động. Hành vi sẽ chết yểu nếu không có feedback. Có lẽ một quy tắc quan trọng nhất bạn nên ghi nhớ từ tâm lý học và hành vi. Dù có nghiện selfie cỡ nào mà 1.000 cái ảnh đều không đạt một lượt like thì khả năng cao là sẽ không có status thứ 1001. Chơi bóng đá là một thứ có mục tiêu rõ ràng, sút bóng vào lưới. Xem phim là thứ có mục tiêu rõ ràng, dù có thể vô thức. Lái xe là hoạt động có feedback, nhấn ga thì tốc độ tăng lên. Vẽ tranh cũng có feedback, vẽ màu đỏ thì hiện ra màu đỏ. Chơi game cũng là thứ có quá nhiều feedback, tiếng tung trưởng, hiệu ứng đồ họa, hệ thống điểm, level, bandage. Vậy nên, muốn nhập vào flow để lên đồng, thì hành vi của bạn nên có các feedback liên tục và có mục tiêu cực kỳ rõ ràng. Nạn mụn thì quá chuẩn, ấn phát là ra nước các thể loại, mục tiêu cũng quá là hiện hữu, khai quật được cái mụn đó. Thứ tư là sự tập trung. Ngoài việc chiếu một bóng đèn pixel vào tên mụn giúp thu hẹp sự chú ý, thường người nạn mụn sẽ không thể vừa nặn vừa để đầu óc làng vàng. Bụng mình đói quá, gọi gì về ăn nhỉ? Hay hôm nay nộp tiền mạng rồi mà quên chưa đóng, em ấy bảo đi tí mà mãi chưa về. Nói chung là đầu óc ở trên mây, cơ thể một nơi mà tâm lại ở một nơi khác. Khi nhập mốt deep work, tức là mọi sự thừa thãi trong cuộc sống tự dưng sẽ bị mờ đi, mọi sự hỗn loạn đều phải dẹp hết, chỉ còn mình ta với nồng nàn. Lúc này cảm giác bản ngã sẽ tan ra và bạn sẽ bị nhập hồn vào việc bạn đang làm. Không phải bạn đang chơi nhạc, mà nhạc đang chơi bạn. Tóm lại, nếu bạn có thể lấy nạn mụn là một tấm gương chuẩn mực để soi xét lại các mục tiêu của mình hay giúp mình đạt được flow. 1.
mục tiêu phải rõ ràng và có feedback về hành vi của bạn liên tục. 2. Mục tiêu phải rất thử thách, không thể khiến bạn quá vô cảm vì dễ, cũng không được khiến bạn quá chán nản vì khó. Bạn nên hoặc phải cảm thấy sung sướng, hạnh phúc, vui vẻ, thỏa mãn khi làm việc đó, chứ không phải là sau đó. Bạn phải tập trung thật cao độ, tránh mọi sao nhãng như người gỡ bom, để mất ý thức về sự tồn tại của bản ngã và nhập hồn vào việc mình đang làm. Nếu các bạn thích video này, hãy bấm nút like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Mình là Pink Dot, còn đây là Spy Room. See ya!